Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2024, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Đây là dịp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm, giữ nước. Là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau dựng lên nước. Trong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ. Nhiều lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ đến các vị có công với dân, với nước. Doanh nghiệp may duy trì việc làm cho công nhân. Đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm cho loại hình du lịch tại Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy diễn ra hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và hội nghị lần thứ 30 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 để tiến hành một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hai hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, trong đó có việc tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Trong bối cảnh đại hội đảng các cấp sẽ được tổ chức vào năm 2025, việc rà soát bổ sung quy hoạch năm nay cũng nhằm đảm bảo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ sau. Tiếp đó, để kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 tiến hành bầu đồng chí Lê Quang Hòa, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đồng chí thường trực tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại biểu Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh công tác cán bộ, hội nghị cũng thống nhất thông qua kết luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cửu An 1 bên phải, cầu Cửu An 2 bên trái trên đường bên của tuyến đường bộ nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình. Theo đó sẽ xây dựng hai đơn nguyên cầu hai bên cầu Cửu An hiện hữu với mỗi đơn nguyên rộng 12m, chiều dài cả đường dẫn trên 920m. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là trên 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện đến năm 2026. Hội nghị cũng thống nhất thông qua kết luận về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường tỉnh 377, đường quy hoạch mới, đoạn từ điểm giao với đường huyện 73 tại huyện Kim Động đến điểm giao với đường tỉnh 376 tại huyện Ân Thi. Theo đó, điều chỉnh chắc ngang tuyến đoạn từ sông Điện Biên đến đường nối hai cao tốc với chiều rộng giải phóng mặt bằng từ 80m xuống 45m, đồng thời tăng tổng mức đầu tư từ gần 300 tỷ đồng lên trên 360 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng cầu Cửu An 1 và 2 nhằm hoàn thiện hệ thống đường bên của tuyến đường nối hai cao tốc. Hiện nay, tuyến đường bên cơ bản được hoàn thành, nhưng khi vượt sông Cửu An ở huyện Kim Động thì lại nhập vào đi chung cầu với dự án đường nối hai cao tốc, tạo nên nút thắt tại vị trí này. Trong khi đó, đây là tuyến giao thông huyết mạch phát triển trung tâm của tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng đường tỉnh 377 với chiều dài khoảng 10 km có ý nghĩa quan trọng kết nối 4 huyện, kết nối các trục phát triển dọc tỉnh và mở ra các không gian phát triển mới. Việc điều chỉnh chắc ngang tuyến và tổng mức đầu tư nhằm đáp ứng tình hình thực tế trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Đối với phần vốn, đề nghị tăng thêm trên 66 tỷ đồng liên quan đến chi phí giải phóng mặt bằng phát sinh nên các huyện phải tự bố trí vốn. Kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh các nội dung được thông qua tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ sau. Năm 2024 là năm bản lề bứt phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025 và nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh. Song dự báo bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn thách thức, mục tiêu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 còn rất nặng nề. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội 13 của Đảng.
Sáng qua, xã Long Hưng, huyện Văn Giang tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ xã 17 tháng 4 năm 1949, 17 tháng 4 năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đào Hồng Vận, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Ngày 17 tháng 4 năm 1949, xã Như Lân và Ngưu Giang được hợp nhất lấy tên là Long Hưng. Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy Hưng Yên và Huyện ủy Văn Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, chi bộ Như Lân và Ngưu Giang được sáp nhập lấy theo tên xã mới là chi bộ xã Long Hưng. Qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ xã Long Hưng đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng xã ngày càng phát triển. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn xã đạt 17,3%, tổng giá trị thu nhập đạt trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Giá trị thu trên một hecta canh tác đạt 191 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 104 triệu đồng. Xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa năm 2022. Xã phối hợp với các phòng ban chuyên môn thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Văn Giang Lê Văn Hưng yêu cầu thời gian tới Đảng bộ xã Long Hưng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo của Đảng với hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện các giải pháp phấn đấu đưa Long Hưng trở thành đô thị loại 5 trong tương lai. Chiều qua, Ban tổ chức Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024 tổ chức lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đức Quốc Mẫu Âu Cơ. Dự lễ dâng hương có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Hôm nay, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên... Trong không khí trang nghiêm thành kính, tại đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, các đại biểu đã dâng hương hoa lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam, nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, không ngừng rèn luyện đoàn kết vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước, góp phần tâm sức trí tuệ xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình thống nhất, thịnh vượng và phát triển. Tiếp đó, tại đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương hoa lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công đức của tổ mẫu Âu Cơ, nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, chăm lo tu bổ tôn tạo nơi thờ tự để con cháu đời đời thờ phụng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày giỗ tổ Hùng Vương, Ban quản lý nhiều di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ đến các vị có công với dân với nước. Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đình An Vũ năm 2024. Đình An Vũ tại khu phố An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Đình là nơi thờ Đức Thánh Cao Sơn Đại Vương, được nhân dân truyền gọi là Thần Vàng. Ông là danh tướng thời vua Hùng Duệ Vương, đã cùng Tản Viên Sơn Thánh kết nghĩa huynh đệ. Hai ông có công phụ giúp Hùng Duệ Vương đánh thắng quân Thục xâm lược giành độc lập cho dân tộc. Sau khi mất, ông được dân làng An Vũ suy tôn làm thành hoàng làng và xây dựng đình tôn thờ. Đình An Vũ được xây dựng dưới triều Lê năm 1741 và được trùng tu tôn tạo vào thời Nguyễn năm 1929, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2014 và là một trong 16 di tích của khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Lễ hội truyền thống đền mẫu thành phố Hưng Yên diễn ra từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 4, tức từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa như dâng hương, tế lễ, hát gờ đèn, rước kiệu truyền thống và một số trò chơi dân gian. Đền mẫu tọa lạc tại đường Bãi Sậy, phường Quang Trung, được xây dựng vào cuối thế kỷ 13. Đền thờ Dương Quý Phi được tôn xưng là Dương Thiên Hậu. Trong đền lưu giữ nhiều di vật quý như kiệu võng, long đình, long sàng, long kỷ và các đạo sắc phong từ triều Lê đến triều Nguyễn, cùng nhiều bức hoành phi câu đối, đại tự ca ngợi tấm gương trung trinh tiết liệt của Dương Quý Phi. Đền mẫu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1990 và là di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Đền mẫu hiện là điểm du lịch văn hóa tâm linh không chỉ của người dân Hưng Yên mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành hương chiêm bái, cầu phúc, cầu tài, cầu bình an. Lễ hội truyền thống Đình Hiến diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, tức từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch. Trong lễ hội diễn ra các hoạt động
như lễ dâng hương rước kiệu, các trò chơi dân gian. Đình Hiến là một trong những di tích nằm trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Đình Hiến được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13. Đình Hiến có kiến trúc thời hậu Lê kiểu chữ đinh, thờ vị quan thái giám họ Du có công lập làng nghề hoa dương, giúp nhân dân canh tác buôn bán. Trước cửa Đình Hiến có cây nhãn tổ nổi tiếng. Đây là cây nhãn đường phèn quả to cùi dày, hương thơm đặc sắc, có niên đại hơn 300 năm. Theo tương truyền, cứ mỗi mùa nhãn chín, nhãn thường được chọn hái để tiến vua. Tuy cây nhãn hiện tại đã già cỗi, chỉ còn lại một nhánh, nhưng vẫn luôn được chăm sóc phát triển thành cây hậu duệ, hiện thân cho giống nhãn đặc sản của Phố Hiến Hưng Yên. Xã Hồng Quang, huyện Ân Thi tổ chức khai mạc lễ hội đình chùa thôn Vũ Dương, khu di tích lịch sử đình chùa Vũ Dương, thờ thành hoàng làng là ngũ vị chi thần. Ngài là người có nhiều công lao trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, dạy dân làng lập ấp, bắc cầu và phát triển kinh tế. Ngài được nhiều triều đại ban sắc phong thờ phụng. Trải qua thăng trầm của lịch sử, di tích đình chùa Vũ Dương đã bị xuống cấp và hư hỏng nhiều. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã đóng góp xã hội hóa tu sửa tôn tạo. Năm 2021, khu di tích được xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội đình chùa Vũ Dương là dịp để nhân dân địa phương thể hiện lòng biết ơn các anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước, gắn kết tình đoàn kết dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên thực hiện tiếp nhận 1.332 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ một phần và toàn trình đạt tỷ lệ trên 94%. Trong đó có 470 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ một phần và 790 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình. Trong tháng 3, Trung tâm đã tiếp nhận xử lý trên 11.000 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,5%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 70%, 100% sở ngành có thủ tục hành chính tại Trung tâm thực hiện nghiêm quy định về số hóa hồ sơ. Tuy vậy, một bộ phận người dân sử dụng số điện thoại di động không chính chủ hoặc chưa có tài khoản định danh mức độ 2 không sử dụng được tài khoản VNEID để nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công nên bắt buộc đến trung tâm để thực hiện thủ tục hành chính, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số đơn vị như Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp đôn đốc các sở, cơ quan, địa phương về việc thực hiện nâng cao các chỉ tiêu dịch vụ công, nghiên cứu triển khai một số mô hình điểm về thực hiện đề án 06 tại trung tâm nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính. Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc tại Tiên Lữ đã có nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm kiếm đối tác để có hợp đồng, qua đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân đến hết quý 3 năm nay. Chị Bồ Thị Hiến, công nhân tại tổ 16, sinh nghiệp may 4 công ty cổ phần may Thiên Hưng cũng như bao công nhân khác của đơn vị đều chỉ mong muốn đơn giản là có đủ việc để làm. Với mức lương trung bình là 11 triệu đồng trên tháng, chị Hiến cũng như bao công nhân rất sợ thiếu việc, thu nhập giảm. Công việc ở đây rất ổn định, lương rất là đảm bảo cho cuộc sống. Tôi sẽ gắn bó lâu dài với công ty. Em mong muốn là công việc của em ổn định. Anh Lương Duy Tùng, tổ trưởng phụ trách một chuyến may tại công ty cổ phần may Thiên Sơn, là cán bộ thường xuyên sâu sát việc thực hiện các khâu của từng công nhân ở các bộ phận trong tổ. Theo anh Tùng, năng suất lao động có hai yếu tố then chốt là công nghệ và tay nghề công nhân, nhưng tự chung vẫn là tạo ưu điểm trong cạnh tranh và giành được hợp đồng từ hai yếu tố này. Mong muốn của chúng tôi là sẽ được công ty hỗ trợ thêm những máy móc hiện đại hơn, đảm bảo được cái chất lượng của các sản phẩm còn rất khắt khe, ký kết được hợp đồng lao động tốt và đảm bảo lương thu nhập tốt cho người công nhân. Hai doanh nghiệp may nêu trên là những công ty có lượng công nhân khá lớn, trong đó công ty cổ phần may Thiên Hưng đang sử dụng trên 4.000 công nhân và công ty cổ phần may Thiên Sơn đang có 1.500 công nhân. Để giành được các hợp đồng, hai doanh nghiệp này đã nỗ lực rất lớn với đơn giá thực hiện sản xuất một sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Với tiêu chuẩn 3 cao gồm công nghệ may cao, trình độ tay nghề công nhân cao và khả năng quản trị doanh nghiệp cao. Việc cạnh tranh giành hợp đồng từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu với các doanh nghiệp của các quốc gia đang có giá nhân công thấp đang là thách thức với doanh nghiệp may Việt Nam nói chung và tại Tiên Lữ nói riêng. Tìm mọi biện pháp để duy trì việc làm cho người lao động. Đối với những khách hàng truyền thống thì công ty luôn luôn giữ chữ tín bằng cách thời gian tiến độ giao hàng đúng yêu cầu khách hàng, chất lượng là
phải đặt lên trên hàng đầu. Đấy là một cái điều kiện cơ bản để khách hàng tin tưởng. Năm 2024, công ty Thiên Sơn ký kết được nhiều đơn hàng mới. So với cả những năm cũ thì đơn hàng năm nay có tiến triển hơn rất là nhiều. Công ty cũng luôn cố gắng ký kết thêm các đơn hàng để giữ ổn định sản xuất, duy trì công ăn việc làm và đời sống tốt cho người lao động. Với nỗ lực của hai doanh nghiệp may mặc nêu trên, không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn đảm bảo công việc cho trên 5.500 lao động có thu nhập trung bình từ 10 đến 12 triệu đồng trên tháng, giúp doanh nghiệp phát triển mà còn góp phần an sinh xã hội trên địa bàn. Ngày 17 tháng 4, các xã trong diện sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023 đến 2025 của huyện Yên Mỹ đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2024-2029. Huyện Yên Mỹ đã thành lập 43 tổ với hơn 300 thành viên, có nhiệm vụ đến trên 21.000 hộ gia đình của các thôn xóm khu dân cư thuộc 9 xã sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 để ghi phát thu phiếu và tổng hợp kết quả theo mẫu phiếu lấy ý kiến người dân về sự cần thiết của việc sáp nhập đơn vị hành chính, đề án sáp nhập đơn vị hành chính của địa phương, phương án sáp nhập xã Trung Hưng với thị trấn Yên Mỹ thành thị trấn Yên Mỹ, xã Giai Phạm, sáp nhập với xã Nghĩa Hiệp thành xã Nguyễn Văn Linh, xã Lý Thường Kiệt, sáp nhập với xã Tân Việt thành xã Tân Minh, các xã Minh Châu, Việt Cường, Yên Hòa, sáp nhập thành xã Việt Yên. Sau khi thực hiện sắp xếp, huyện Yên Mỹ có 12 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 5 đơn vị, gồm 1 thị trấn và 11 xã. Do để mạnh công tác tuyên truyền, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nên người dân trên địa bàn huyện đồng tình ủng hộ cao đề án sáp nhập và nội dung lấy ý kiến cử tri. Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Yên Mỹ được tiến hành từ ngày 17 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2024. Sau khi hoàn thành lấy ý kiến cử tri, các địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình khảo sát các dịch vụ du lịch tại các khu đô thị Eco Park và Ocean Park 2, 3 ở huyện Văn Giang. Tham dự chương trình có hơn 70 khách mời là đại diện Hiệp hội Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đến từ gần 20 tỉnh thành phố. Các đại biểu tham quan khảo sát các dịch vụ vui chơi giải trí tại các khu đô thị Eco Park và Ocean Park 2, 3 thuộc huyện Văn Giang. Loại hình du lịch giải trí này đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Do đó, Hưng Yên đang nỗ lực đẩy mạnh để xây dựng các sản phẩm cho loại hình du lịch này. Chương trình được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị và doanh nghiệp để xây dựng các điểm đến hấp dẫn của tỉnh Hưng Yên, kết nối các tour du lịch giữa các tỉnh thành với Hưng Yên. Thông qua chương trình, nhiều đơn vị lữ hành đã đánh giá cao các điểm đến của Hưng Yên, hứa hẹn sẽ có những tour du lịch kết nối mới trong thời gian tới. Mình thấy ở đây cũng khá là phù hợp để mình khai thác những cái tour du lịch như kiểu trong ngày dành cho khách nội thành Hà Nội, đấy, đi vào những ngày cuối tuần như kiểu họ đi picnic. Người dân Việt Nam mình thì thường thường nghĩ đến du lịch thì họ sẽ nghĩ đến việc đi biển đầu tiên. Thì đến cái năm 2024 này thì thường thường là mọi người đã đi biển rất là nhiều rồi. Thì có thể là mọi người sẽ, xu hướng của mọi người sẽ là tìm một địa điểm khác du lịch văn hóa hoặc là tìm những cái gì đấy nó lạ, nó đặc biệt hơn bình thường. Thì Hưng Yên có thể là sẽ là một sự lựa chọn xu hướng của mọi người trong tương lai. Ngày 17 tháng 4, Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024 đã tổ chức thi đấu kết thúc tất cả các môn thể thao trong giai đoạn 2 gồm bóng bàn, cờ vua và bóng đá nữ khối trung học phổ thông. Tham gia thi đấu giai đoạn 2, Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh môn bóng bàn có hơn 70 vận động viên đến từ 10 đoàn phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và 9 đoàn đến từ các trường trung học phổ thông. Sau 3 ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao giải cho các đoàn và vận động viên xuất sắc nhất. Cụ thể, môn bóng bàn có 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 10 huy chương đồng cho các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Môn cờ vua có 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 10 huy chương đồng cho các lứa tuổi. Môn bóng đá nữ khối trung học phổ thông cúp vô địch thuộc về trường trung học phổ thông Kim Động. Huy chương bạc thuộc về đội trường trung học phổ thông Hưng Yên. Về giải toàn đoàn các khối phòng giáo dục và đào tạo, nhất thuộc về phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Lâm, nhì thuộc về phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Giang. Giải toàn đoàn khối trung học phổ thông, giải nhất là đoàn trường trung học phổ thông Mỹ Hào, nhì là đoàn trường trung học phổ thông Khoái Châu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.